Cơ chế lọc tự động chỉ có thể thực hiện trên cùng một trường dữ liệu nào đó, nên kết quả còn hạn chế, không thực sự đáp ứng yêu cầu của người sử dụng. Để giải quyết vấn đề này, Excel có thêm cơ chế lọc nâng cao Advanced Filter. Với cơ chế này, bạn có thể lọc các bản ghi theo nhiều trường dữ liệu. Với cơ chế này, bạn phải chỉ định vùng tiêu chuẩn. Vùng này cần phải thiết lập trước và nằm ngoài phạm vi dữ liệu. Đầu tiên, bạn hãy nhấn chọn vào nhóm thẻ Data. Tiếp theo, bạn hãy nhấn chọn vào biểu tượng lệnh Advanced. Hộp thoại Advanced Filter hiển thị, List Arrange, lựa chọn vùng để lọc dữ liệu. Để chọn vùng dữ liệu, bạn hãy nhấn chuột vào biểu tượng bên cạnh của ô. Sau đó bạn hãy quét khối chọn vùng dữ liệu. Trong ví dụ minh họa, vùng dữ liệu chúng tôi chọn là từ A2 cho đến H12. Ô Right Trigger Range giúp bạn lựa chọn điều kiện để lọc. Trong ví dụ này, điều kiện để lọc đó là những người có năm sinh 1992 và có tổng cộng số điểm của 3 môn lớn hơn hoặc bằng 20. Trong minh họa này, chúng tôi sẽ quét khối chọn vùng, đó là từ B16 cho đến C17. Nếu bạn muốn dữ liệu được lọc, sao chép đến một vùng khác, bạn hãy chọn Copy to Unordered Location. Tiếp theo, bạn hãy nhấn chọn vào biểu tượng của ô Copy to và chọn ô để bắt đầu chứa dữ liệu được lọc. Ở trong ví dụ này, chúng tôi chọn ô A18. Thực hiện xong, bạn hãy nhấn chọn vào OK để áp dụng và xem kết quả. Lúc này, dữ liệu lọc ra, ngay ô 18 sẽ cho bạn xem kết quả của những người có năm sinh 1992 và có tổng số điểm của 3 môn lớn hơn hoặc bằng 20 điểm. Cơ chế lọc tự động chỉ có thể thực hiện trên cùng một trường dữ liệu nào đó, nên kết quả còn hạn chế, không thực sự đáp ứng yêu cầu của người sử dụng. Để giải quyết vấn đề này, Excel có thêm cơ chế lọc nâng cao Advanced Filter. Với cơ chế này, bạn có thể lọc các bản ghi theo nhiều trường dữ liệu. Với cơ chế này, bạn phải chỉ định vùng tiêu chuẩn. Vùng này cần phải thiết lập trước và nằm ngoài phạm vi dữ liệu. Đầu tiên, bạn hãy nhấn chọn vào nhóm thẻ Data. Tiếp theo, bạn hãy nhấn chọn vào biểu tượng lệnh Advanced. Hộp thoại Advanced Filter hiển thị, List Arrange, lựa chọn vùng để lọc dữ liệu. Để chọn vùng dữ liệu, bạn hãy nhấn chuột vào biểu tượng bên cạnh của ô. Sau đó bạn hãy quét khối chọn vùng dữ liệu. Trong ví dụ minh họa, vùng dữ liệu chúng tôi chọn là từ A2 cho đến H12. Ô Right Trigger Range giúp bạn lựa chọn điều kiện để lọc. Trong ví dụ này, điều kiện để lọc đó là những người có năm sinh 1992 và có tổng cộng số điểm của 3 môn lớn hơn hoặc bằng 20. Trong minh họa này, chúng tôi sẽ quét khối chọn vùng, đó là từ B16 cho đến C17. Nếu bạn muốn dữ liệu được lọc, sao chép đến một vùng khác, bạn hãy chọn Copy to Unordered Location. Tiếp theo, bạn hãy nhấn chọn vào biểu tượng của ô Copy to và chọn ô để bắt đầu chứa dữ liệu được lọc. Ở trong ví dụ này, chúng tôi chọn ô A18. Thực hiện xong, bạn hãy nhấn chọn vào OK để áp dụng và xem kết quả. Lúc này, dữ liệu lọc ra, ngay ô 18 sẽ cho bạn xem kết quả của những người có năm sinh 1992 và có tổng số điểm của 3 môn lớn hơn hoặc bằng 20 điểm.